và hội nghị cấp cao lần thứ 3 và diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất. Nhóm đối tác năng lượng Việt Nam VEPG do Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội. Đã có 40 khuyến nghị chính sách được xây dựng tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên chính gồm năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, cải cách ngành năng lượng, tiếp cận năng lượng, dữ liệu và thống kê năng lượng. Đánh giá về bản báo cáo và các khuyến nghị từ phía VEPG, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, báo cáo đã nêu rất rõ công việc mà các nhóm kỹ thuật làm được trong năm 2019 cho ngành năng lượng Việt Nam. Tuy nhiên, VEPG cần mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực khác như dầu khí, than, vì đây là những nguồn năng lượng lớn của Việt Nam, đồng thời tập trung sâu hơn vào các khía cạnh như việc làm thế nào để thúc đẩy nhanh điện mặt trời áp mái tại nhà dân và các khu cụm công nghiệp, vì đây là tiềm năng lớn, trong khi Việt Nam vẫn còn đang thiếu cơ chế, hay các vấn đề liên quan đến việc thu hút đầu tư năng lượng tái tạo vào các khu công nghiệp và bán điện trực tiếp cho khách hàng mà không cần quá nhiều thủ tục. Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Pierre Giorgio Aliberti cho rằng, việc phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững không chỉ dựa vào các nhà đầu tư trong nước mà còn phải kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài, nên cần phải có định hướng chính sách rõ ràng, nhất quán. Liên minh châu Âu luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và chuyên gia để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển năng lượng.